Võ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 20 tháng 11 năm 2018 nhân ngày 10 tháng 11 ngày Nhà giáo Việt Nam. Võ Thanh Luân xin kính chúc toàn thể các nhà giáo của Việt Nam mình có một ngày 20 tháng 11 trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng sức sống để chờ đón các quan quyền. Hôm nay chúng tôi là trân trọng giới thiệu quý vị bức tranh chợ quê bằng gỗ vụ cảm ốc đỏ của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Bức tranh này đã có chủ nhân đó chính là gia đình nhà chú Tuấn chú ở khu cư Hưng Yên. Trước thì chúng tôi cũng đã bàn giao rất nhiều các sản phẩm cho gia đình nhà chú. Hôm nay tiếp tục là bức tranh chợ quê này. Bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị đưa bức tranh này lên trên xe để đi bàn giao gia đình nhà chú Tuấn. Xe chú Tuấn đã chuẩn bị sẵn sàng để bốc hàng rồi. Bức tranh chợ quê chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều trong các clip trước rồi. Tôi chỉ giới thiệu sơ qua một chút thôi. Đây là cái nội dung của bức tranh miêu tả lại khung cảnh đồng quê và khung cảnh chợ phiên ở những vùng quê, mang lại rất nhiều ý nghĩa. Phiên chợ phiên ngày xưa là rất chi là vui nhộn. Và hiện nay ở tại các làng thôn xóm của các khu vực quê hương chúng ta vẫn còn rất nhiều các phiên chợ quê này, điển hình như ở khu của chúng tôi thì vẫn còn các phiên chợ phiên. Cách nào có gì có thể về với các phiên chợ phiên của ở khu vực của thành phố chúng tôi vẫn còn rất chi là đẹp, bức tranh miêu tả là khung cảnh chợ quê. Rất ý nghĩa. Mỗi khi ta nhìn vào khung cảnh ta lại nhớ về hồi ức kỷ niệm xưa. Rất kia đẹp. Chúng tôi trong cái clip mà chúng tôi chỉ giới thiệu sơ qua một chút thôi. Khách nào có nhu cầu có thể liên hệ với Thành Luân chúng tôi. Thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ và giờ chúng tôi sẽ bọc bức tranh này để cho tôi chúng tôi chuyển lên đường. Khiến nó cho cái quạt thốc ra tí thôi. Võ Thanh Luân xin trân trọng cảm ơn, xin chào khách và khách trong những video tiếp theo.